Chào anh chị á, hôm nay em coi đồ á. Rồi, chị xem sao món nào liền em á. Điện thoại 0349653147. Zalo thì 0965270762. Đầu tiên em lên cái lễ này 70.000. Cả nhiêu 70k. AK 51 70.000. Tiếp theo dao hai mặt á, nó hơi bị nứt cái cạn này, phần người ta động cái khẩu. Nó D220 đây, không thể chữ nó khác. Lưỡi là 11 năm, bảng ở đây là 7,5. Dây 9 chén á, nó 9 lý á. Giờ hai mặt á, hơi ngắn, cái này 140. AK52 140. Hai cái chân sắt này 40.000. Dài 16 năm 17 năm này. 53 40.000. Kim nước MCC 250 à, 300ml. Dài băng. Lò xo bình thường, lên xuống bình thường 80.000. AK54 80.000. Có cái máy mai của hãng Ryobi, điện 100V 530W, thân nhựa, dây đầy đủ, dây đẹp. Hai trăm hai mươi nghìn. Chụp lồn giấy ra. K55 220.000. Một cái lưỡi cuộc như này 50.000. Chiều này là 20 năm. Thẹp sắt AK56 50.000. Một viên đá mai hàng của gia bắn nay đường kính là 15, cột của nó là tầm 13-12 hoặc 13 gì đó, 12. Dây phân rưỡi này 100.000 nè, còn khá liên lạc. K57 100.000. Lập lon 60.000. Này nặng hàng con gà, nặng 550 á. AK58 60.000. Một cái lưỡi dao một mặt á, tình trạng nó đây
dao lưỡi khổng lồ, lưỡi là 25, phần bảng lưỡi là 7, dài là 6-7 lý. Này nặng 1 kg, 1 kg luôn, 200 nghìn. K59 200 nghìn. Một cái cắt sa bốt tên, cắt lá, cắt hoa. Năm mươi nghìn hàng của gia bắn á. Cắt lá thì là AK60 50 nghìn. Một cái cửa, chì này, lưỡi nó thì tầm 12 đến 15. Nó có kia mất cái ốc đấy, mất ốc dự đấy này. 30 nghìn. Hàng này thủ công cầu kỳ lắm. 61 30 nghìn. Có hai cái đột này, hàng đẹp á, 70 nghìn. Ba cung má này, này còn mọc này. AK62 70 nghìn. Mũi đục tổng dài tầm 30. Mũi đục 21 lý. Mũi 21 lý. Cái này 120. AK63 120. Hai kẹo cắt, kẹo đuôi cá. Hai cái 70 nghìn. Này còn mộc thủ công luôn. Hai sai cắt nhau. AK64 70 nghìn. Một cái sẵn. Này 120, bảng là 7.5. Tổng chiều cao nó là 13.5. Dày nặng lắm, kiểu đâm lắm. 65, 120. Lưỡi này, lưỡi rổ đấy. 60 nghìn. Lưỡi một mặt, lưỡi là 17.5. Bảng là 5, dày 5 lý. 66, 50 nghìn. 67, cái này có mộc. Với mẹ đấy. Mẹ, cái này có mộc. 56 năm. Bảng ở đây là 3.4.3. Dây 5 lý đó. 70 nghìn. Sợ 70 nghìn. Một cái dao như này 50 nghìn. Dao ghẹp bỏ túi. 68, 50 nghìn. Dao chặt có càng luôn á, lưỡi hai mặt, hơi rồ. Cái này 120. Lưỡi 53 nắm, bảng là 5.7. Dài tầm 6 lý á. 9, 120. Rồi một cái giá này, một mặt. Giá một mặt càng có, càng chắc chắn. Phần lưỡi là 20, bảng là 6, dài 7 lý. Cái này 200. AK70 200.
cái đầu bộ, rồi bộ con liên lạc nặng 2 kg, đầu này 150. Bốn mùi đục 17 lít, 100.000. Dài là 26-27 á. K72, 100.000. Một cái cắt tỉa hàng rào 50.000, có khóa đầy đủ. Bảy ba 50.000. Một cái lưỡi rêu như này, có mộc thủ công đây luôn. Tổng cao là 19.5, bảng rộng là 8. Mộc này, tiền này. Nặng kia rưỡi. Điều này 200.000. AK74 200.000. Đào đất như này 40.000. Cảng nó hơi sụp xịt á, xịt nhẹ. Thẹp con khá đẹp. AK75 40.000. Một cái đầu như này, đầu này 1/2 á, nó chuyển qua kia. Cái này là con số 14 á. Số 14 á, biết làm gì đó, nó lắc như này. 30.000. Bài 6 30.000. Có cái thưởng như này. Góc. Chiều này là 15, chiều này 10. Rồi. 100.000. Bài 7 100.000. Mũi con bá. Thẹp người ta ghép phần trên đây. 50.000, dài 14.5. AK78 50.000. Một cái đầu bộ như này. Trăm rưỡi, nặng 3 kg. AK79 trăm rưỡi. Một cái kim như này, người ta đã sửa mai lại này, miệt ái mai này, đây có mai trong này này, ai sửa mai là những cái cạp đấy. Tám mươi nghìn. AK80 80.000. Một cái thước gấp như này nữa, này có chữ luôn à. Chiều này 15, chiều này 10. 100 nhé. AK81 100 nhé. Một cái xa cày như này, này có thể chặn được nữa, hình tròn á, phần nhỏ đỉnh đó, thân đi hơi cắm. Một 100.000. Nó dài là 67 á. AK82 100.000.
bốn cái đầu búa như này, đầu đẹp có mọc, nặng 4 lượng, đầu nhọn có mọc, nặng 2 lượng, đầu gò này, đầu gò đẹp nặng 3 lượng, đầu này có mọc, đầu đẹp nặng 3 lượng đó. Bốn đầu này 120, AK83 120. Em có bộ dùa này, con dùa tốt hết á, dùa tròn nhỏ này, dùa dẹp, dùa tròn lớn dẹp, hai dùa dẹp, hai dùa bạn nguyệt, dùa này hơi bể. Nhìn mình in. AK84 90.000. Một cái bộ gò, bộ gò đầu đẹp, đầu lãng, càng con sai tốt, thẳng 70.000. Nặng 2 lần rưỡi đấy. AK85 70.000. Một cây đục 17 lý, hàng Mokuba, mặt in da băng. Tổng dài 30, phần lưỡi là 7,5, 100.000. AK tầm 6, 100.000. Dây khóa này có chưa sai á, còn có chỗ này, 40.000. 40.000. AK87 40.000. Một cái dụng cụ như này này, hàng cái ô tô tún KTC, năm mươi nghìn, dài 40. Tạm tạm 50.000. Một tay quay như này 40.000. Chiều này là 11. Tạm 9 40.000. Một cái cày lốp xe hàng KSK Kurogane Tunseo LTD, dài 26, 100.000. AK90, 100.000. Ok, bùa gò như này, tình trạng là bị gãy cảng, nứt cảng người ta. Này, cái đầu gò của nó này, thủ công nhìn điều nghề lắm. Đầu này 40.000. AK91 40.000. Bốn cái mũi đục dài 30, 37 này, dài 29, dài 24. Mũi này thì hơi cắm. Bảy mươi nghìn. AK92 70.000. Sẻng như này, sẻng này xài vừa, dài lắm, dài 30.000. Chín ba 30.000. Một cái cửa như này 60.000, lưỡi đẹp, không bể 60.000. AK94 60.000.
cùng cái bộ ổ hạt á, 1/2. Ngày này 130, đầu đẹp nguyên, nguyên rin đấy. À, 95, 130 nghìn. Rồi hẹn gắn cái link tiếp theo.